Thưa quý vị, nắng hạn ngày càng gay gắt đã khiến cho hàng chục ngàn hecta rừng ở tỉnh Cà Mau đang ở mức báo cháy cấp cao nhất. Và nếu không có những biện pháp ứng phó kịp thời và nghiêm túc, thì rừng tràm U Minh Hạ không thể an toàn vượt được qua mùa khô. Vào thời điểm này, tổng diện tích rừng khô hạn trên toàn tỉnh Cà Mau vào khoảng 43.583 ha, trong khi mực nước ở hầu hết các tuyến kênh đều rất thấp. Vì vậy, trong thời gian tới, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Nhằm chủ động trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều chòi quan sát, phát dọn đường băng cản lửa, dọn kênh lưu thông cùng các máy móc thiết bị phục vụ phòng chống cháy rừng. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, nhanh gọn khi có tình huống xấu xảy ra. Riêng những người nghi ngờ đi ăn ong cần phải theo dõi sát, kịp thời và có những biện pháp xử lý nghiêm khi cần thiết. Nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê cất bớt không quá 30 bàn ghế để tiếp tục hoạt động. Ngay sau lệnh đóng cửa của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dù vẫn còn lăn tăn nhưng trong sáng ngày 25 tháng 3, nhiều cửa hàng và nhà hàng ở khắp thành phố trống trơn hoặc thu gọn quy mô sức chứa. Các tuyến phố ẩm thực sôi động như là Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp vào sáng ngày 25 tháng 3 trở nên im lìm, khung cảnh tấp nập kẻ ra người vào các nhà hàng như thường thấy đã không còn khi hầu hết nhà hàng thay nhau đóng cửa, thậm chí đóng ngay từ trước đó vì ế khách. Tại quán ẩm thực rau và cá ở quận Phú Nhuận, chị chủ quán và các nhân viên tất bật nhận đơn, giao đồ ăn trưa cho khách. Chị chia sẻ, cửa hàng mỗi ngày có hơn 200 khách tới ăn tại chỗ và khoảng 100 đơn giao tận nơi. Cửa hàng đã phải đóng cửa một gian hàng, đồng thời đẩy mạnh kinh doanh online. Theo ông Nguyễn Hoàng, là chủ quán cà phê 81 tại quận 1, quán đóng cửa từ hôm trước theo yêu cầu của thành phố và quán cũng đang khó khăn. Thời gian gần đây thua lỗ nhưng vì lợi ích chung nên cũng vui vẻ thực hiện. Tuy vậy thì đại diện một số những cửa hàng vẫn khá lăn tăn về quy định về việc đóng cửa của thành phố, thậm chí có nơi vẫn chưa thực hiện lệnh đóng cửa như quy định. Đại diện của một cơ sở kinh doanh món ăn tại quận Phú Nhuận, thì việc đóng cửa chưa đồng bộ, mỗi người hiểu một kiểu, do có ý như là sức chứa giảm còn dưới 30 khách, một số người thì lại nghĩ sức chứa bao nhiêu thì cũng phải đóng. Tương tự, chủ của chuỗi cửa hàng Park Restaurant ở quận Gò Vấp, thì từ quy mô với sức chứa là hơn 100 khách sang ngày 25 tháng 3, chủ cửa hàng này đã phải tinh gọn và cất bàn ghế để đảm bảo giảm xuống còn 30 khách trở lại. Nhà hàng cũng đã dán thông báo về việc này, tuy vậy thì chị vẫn không biết làm như vậy đã đúng với chủ trương hay chưa. Trường lái ồ ạt sát hạch trước giờ lệnh cấm có hiệu lực. Theo đó thì đầu tháng 4 tới, Bình Dương sẽ tạm ngưng tổ chức sát hạch lái xe trên toàn tỉnh. Do đó tận dụng vài ngày trước khi lệnh cấm có hiệu lực, các trung tâm tổ chức sát hạch dồn dập. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, vào sáng ngày 26 tháng 3, tại trung tâm đào tạo lái xe An Cư thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương có hàng trăm học viên đến tập lái để chuẩn bị sát hạch vào ngày 29 tháng 3. Trong khi đó, bên ngoài phòng hành chính có rất nhiều học viên đến đăng ký học. Trước đó, vào ngày 25 tháng 3, tại trung tâm An Cư đã tổ chức thi lý thuyết cho học viên. Theo danh sách, đợt sát hạch dịp này có khoảng 400 học viên và được chia làm 2 đợt thi. Ngoài ra, tại Bình Dương cũng có các trung tâm đào tạo lái xe khác đang nước rút cho học viên sát hạch trong những ngày cuối tháng 3 này. Hiện Bình Dương có các trung tâm gồm Trường dạy nghề Tư thục Bình Dương, Trung tâm đào tạo lái xe Sóng Thần, Trung tâm đào tạo lái xe An Cư, Trung tâm đào tạo lái xe Bình Dương, Trung tâm đào tạo lái xe Thuận An và Trường Trung cấp nghề Tân Uyên. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Bá Luận, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết đã ký công văn đề nghị các trường đào tạo lái xe tạm ngưng tổ chức học và thi sát hạch. Và lệnh tạm ngưng có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới. Hiện chưa có mốc thời gian cố định cho phép các trung tâm hoạt động trở lại và chỉ chờ khi có quyết định mới. Một giáo viên tại trung tâm đào tạo lái xe An Cư chia sẻ, tới đây thì khu trung tâm tạm ngưng các hoạt động, giáo viên cũng sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Một số những giáo viên trong trường có xe riêng đã lên kế hoạch chạy xe dịch vụ để có thể kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Nằm ở hạ lưu sông Tiền, mùa khô năm nay Tiền Giang phải đối mặt với hạn mặn khốc liệt, gây nguy cơ thiếu nước sản xuất vùng dự án Bảo Định thuộc địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Long An, vùng chuyên canh dứa ở Đồng Tháp 10, cũng như là nước sinh hoạt cho trên 800.000 người dân thành phố Mỹ Tho cùng với các huyện thị duyên hải miền phía Đông. Nhìn thấy trước điều đó thì tỉnh đã đầu tư khẩn cấp đắp đập ngăn mặn trên vàm kênh Nguyễn Tấn Thành và các tuyến kênh có liên quan. Với 16 tỷ đồng, tỉnh Tiền Giang triển khai đắp đập thép trên vàm kênh Nguyễn Tấn Thành ngăn mặn chữ ngọt, phục vụ sản xuất cho toàn khu vực, đồng thời giải quyết nước sinh hoạt cho thành phố Mỹ Tho và các huyện thị ven biển phía Đông. Tỉnh cũng tiếp tục đầu tư thêm 4,4 tỷ đồng đắp thêm hàng loạt đập trên các tuyến kênh có liên quan. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư 5,3 tỷ đồng sửa chữa và làm mới 44 cống, đầu tư trên 9,2 tỷ đồng nạo vét 21 tuyến kênh nội đồng dự án Bảo Định. Sau khi đắp cái đập Nguyễn Tấn Thành rồi đó thì cái nguồn nước lấy từ là kênh Nguyễn Tiếp trở ra thì phải nói là nguồn nước đây đã rất là dồi dào.
Thực tế cho thấy trước đây do mặn đến sớm, cống Bảo Định phải đóng ngăn mặn nên mực nước nội đồng xuống rất thấp, không đảm bảo tưới tiêu cho vùng chuyên canh thanh long của dự án Bảo Định. Sau khi kênh Nguyễn Tấn Thành được đắp ngăn mặn, nguồn nước từ kênh Nguyễn Văn Tiếp ở phía bắc bị đập thép chặn lại, phải hướng dòng về phía đông. Theo các tuyến kênh ngang dọc chằng chịt chảy vào các kênh mương nội đồng của dự án Bảo Định, phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng thanh long. Thời gian vừa qua là diễn ra hạn mặn, thì cho đến giờ này có thể nói là cái kịch bản chúng ta là quan trọng nhất. Ở đây thì quá trình này khi mà điều hành cái kịch bản này đó, nếu mà nó có những vấn đề phát sinh thì kịp thời xử lý. Những giải pháp quyết liệt Tiền Giang thực thi đang kết thành quả ngọt. Trước mắt địa phương cơ bản đảm bảo được nguồn nước ngọt tưới tiêu phục vụ sản xuất và đời sống vùng dự án Bảo Định và vùng chuyên canh dứa Đồng Tháp 10, giải quyết được nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố Mỹ Tho và Duyên Hải phía Đông. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở trong năm 2019, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong vùng sạt lở, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã tiến hành di rời hai điểm bản Hồng Thu Mán và Lùng Cù thuộc xã Lạn Nhì Thàng tới nơi ở mới. Trước mùa mưa lũ năm 2020, công tác di dân tái định cư khỏi vùng sạt lở cơ bản đã hoàn thành. Thế nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Khu tái định cư vùng sạt lở thuộc xã Lạn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Sau một thời gian chuyển đến đây, người dân đã dần quen với cuộc sống tại nơi ở mới. Không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ đến như những năm trước. Tuy nhiên, tại nơi ở mới, cuộc sống của người dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và cần được giúp đỡ. Con đảng và nhà nước xem tạo cho bà con ấy, cái chỗ nào ấy thì giải tỏa được thì cho bà con làm cái chuồng trâu tập trung hay là chuồng lợn này tập trung ở đấy thì nó phần ấy được. Không có như bây giờ trồng ngô trồng lúa thì bà con chúng tôi không biết nhất trâu nhân lợn vào đâu rồi. Cái nguồn nước thì nó kéo từ xa, từ các bản khu di cư, bản khu sợ sạt lở ấy. Sang đây thì nước đấy cũng yếu, sang đây thì đến mùa tháng 3 này nó là mùa khô thì nó hay bị thiếu. Thực hiện chủ trương di dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm, vào tháng 9 năm 2019, huyện Phong Thổ đã triển khai bố trí điểm tái định cư mới cho 79 hộ dân thuộc hai điểm bản Hồng Thu Mán và Lùng Cù thuộc xã Lạn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Dù việc di rời đã hoàn tất cơ bản, song tại nơi ở mới, người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất cũng như cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện. Trước thực tế đó, một số hộ dân quay về nơi ở cũ để có thể tiếp tục hoạt động sản xuất. Hiện nay tại cái điểm khu dân cư tái định cư vùng sạt lở của bản Hồng Thu Mán, xã Lạn Nhì Thàng ấy, thì sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri, chúng tôi cho kiểm tra trực tiếp và nắm bắt cái tình hình thực tế tại khu vực tái định cư. Với tinh thần chỉ đạo của huyện là sẽ tiếp tục đầu tư hỗ trợ đáp ứng cái cơ sở thiết yếu để phục vụ cái đời sống của bà con nhân dân như là nhà đất ở, nước sinh hoạt, điện đường trường trạm để làm sao mà đảm bảo cho bà con nhân dân trong cái mùa mưa lũ. Với mục tiêu đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài cho nhân dân, việc di dân tái định cư cho người dân vùng sạt lở là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, việc di dân cần gắn liền với cơ cấu lại nơi ở, kết hợp với sinh kế bền vững cho người dân. Có như thế mới mong đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mỗi đợt thiên tai trong mùa mưa lũ. Muối bưởi mọng nước nhưng mà tôm bưởi thì khô ráo, không bị ướt tay. Đưa lên miệng thưởng thức thì tôm bưởi vừa chạm đầu lưỡi đã cảm nhận được cái hương vị thơm thơm dịu dịu mà cái vị ngọt thì rất là thanh nữa. Vâng, chỉ cần nghe Việt Cường tả thôi là tôi cũng đã muốn nếm thử cái quả bưởi này lắm rồi đấy ạ. Và loại bưởi này chính là giống bưởi có nguồn gốc tại xã Hàm Mãn của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nó còn có tên gọi là bưởi Ái Nhân. Đây là một giống bưởi do một người nông dân với cái tên là Phạm Ái Nhân đã mày mò và lai tạo từ các giống bưởi đào của địa phương. Hành trình 10 năm tạo giống bưởi Ái Nhân của ông đã đạt được trái ngọt khi mà bưởi Ái Nhân được mệnh danh là giống bưởi đỏ ngon nhất xứ Kinh Bắc. Và ngay sau đây thì hãy cùng chúng tôi đến thăm vườn bưởi của lão nông này. Trong các rất nhiều loại giống chọn thì có cái giống ưu điểm là nó quả nó hình thái nó đẹp. Thứ hai là ruột nó màu đỏ và đồng thời nó chín vào Tết. Đấy, cho nên là mình quyết định trồng cái bưởi. Bán để thờ là sẽ rất đẹp, này là đẹp. Hình thức nó đẹp. Mày ăn thì nó ngọt mà nó đỏ trong. Để có được giống bưởi này, ông Ái đã trải qua nhiều phen thất bại với các giống bưởi từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Cuối cùng, ông chọn loại bưởi đào của quê hương mình, bởi chúng đã trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên.
phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất Kinh Bắc. Ngày đầu tiên, những ngày đầu tiên với các giống bưởi thì chưa biết sâu xa về cái bưởi gì đâu. Có nghĩa thì cứ nghe người ta nói thì chỗ nào đi tìm có cái giống hay thì là đi tìm, đại khái thế. Mà thấy giống bưởi đỏ có màu sắc bắt mắt và được ưa chuộng, vì thế ông Ái quyết định phải tạo ra giống bưởi đỏ từ những cây bưởi đào. Khi bóc ra là nó có màu hồng, có cái cảm giác thu hút mọi người khác. Thứ hai nữa là các cái tôm của cái múi bưởi này nó rất đều và to, mọng nước, nó không bị nát. Ăn thì cảm thấy rất chi là ngọt và thơm.